Cô Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay vườn của mình đã có nhập cây con lên rô trở lại. Và giá thành là 15.000 một cây. Và hôm nay mình có được 4 màu. Hiện mình không có mặt bông. Và mình chỉ biết được lô hàng này là có 4 màu. Giá thành là 15.000 một bụi con như thế này.